Xin chào quý vị. Lúc này, một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Koinu đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, bão hiện di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, hướng về bờ biển phía đông của Trung Quốc. Diễn biến của cơn bão này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Trở lại với thời tiết đất liền nước ta, đêm qua và sáng nay mùng 3 tháng 10, khu vực Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm như tại Mỹ Hiệp Sơn, Kiên Giang, Vĩnh Châu A, Long An, An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, La Ngà, Đồng Nai, đặc biệt là tại Tri Tôn, An Giang. Lượng mưa lên tới 118mm và Tam Nông, Đồng Tháp là 131,8mm. Chiều tối và đêm nay ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 cho đến 30mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 cho đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Mưa chút xuống càng gây thêm bất tiện cho giao thông, sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân phía Nam. Ngay sáng và chiều tối qua, mưa lớn và chiều cường dâng cao nhất từ đầu năm đã khiến nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ bị ngập sâu. Xe ô tô chết đứng giữa đường, dự báo mực nước cao trên báo động 3, 1,6m sẽ duy trì đến hết ngày hôm nay mùng 3 tháng 10. Cùng chung xu thế đó, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông, nền nhiệt ngày đêm trong khoảng từ 25 cho đến 33 độ. Trong khi đó, từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, vùng khu vực Bắc Bộ lại đang nằm trong một khối không khí ổn định, trời ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trong ngày trời nắng ráo với nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ, một số nơi cận ngưỡng nắng nóng 35 độ. Thủ đô Hà Nội trưa chiều nay nắng ráo và hơi oi nóng vào khoảng 12 đến 14 giờ chiều với nền nhiệt cao nhất trong khoảng 34 cận ngưỡng 35 độ. Tuy nhiên đến tối và đêm thì nhiệt độ sẽ giảm nhanh xuống mức 23 cho đến 26 độ, trời mát mẻ. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.